Chào các bạn đã quay lại với những bài học thứ sáu của mình. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn về cách chỉnh sửa sai Google Crop và chỉnh Canvas của anh. Hiện tại mình đang mở một file anh. Muốn biết cái kích cỡ của file anh này thì chúng ta có thể click chuột vào đây và giữ. Bạn sẽ thấy được chiều cao. Ví dụ như đây thì mình thấy cái chiều rộng của hình nền là 1280 pixel, tương đương với 4.4267 inch, và chiều cao là 904 pixel, tương đương với 3.013 inch. Đó, mình thả ra thì nó sẽ mất đi. Muốn chỉnh lại cái kích cỡ của hình ảnh này thì chúng ta sẽ vào Image, chọn Image Size hoặc phím tắt là Alt Control Y. Đây nó sẽ hiện chúng ta xem, ta có kéo hoặc chỉnh về nhỏ lại để xem. Đây, hiện tại cái file end là 3.11 MB. Nếu chúng ta thay đổi kích cỡ hình ảnh thì cái kích cỡ hình ảnh này cũng thay đổi theo. Còn đây là độ phân giải 1280 904. Đó, bạn có thể click vào đây và chọn độ phân giải theo đơn vị khác, nhưng thường thì mình cứ để pixel đi. Rồi đây là nó bảo là vừa với kia những cái mà nó đã lấy sẵn đấy. Đó, mình chỉ cần cứ để cái đây là size góc của nó. Còn đây là để mình chỉnh chiều rộng và chiều cao cái nền. Đơn vị trong in ảnh thường là mình sẽ để inch hoặc là centimet. Còn nếu như mà trong web thì thường mình sẽ để theo pixel. Đấy, khi bạn thay đổi thì nó cũng thay đổi đơn vị của cái thang chiều cao theo. Ở đây có một cái biểu tượng móc khóa này, mà cái mắt xích. Nếu bạn để cái mắt xích này, khi bạn thay đổi cái chiều cao cái nền, ví dụ mình tăng lên chẳng hạn là 13.300, size nó cũng được tăng từ 3.31 m lên 3.41 m. Còn chiều rộng nó cũng tăng theo. Hoặc bạn có thể cầm bỏ cái này và kéo. Đó, khi bạn kéo bạn sẽ thấy những thay đổi tương tự. Còn khi bạn tắt cái mắt xích này đi, thì khi bạn tăng tăng hoặc giảm một đơn vị này thì cái đơn vị kia vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Tiếp theo là độ phân giải hình ảnh. Độ phân giải hình ảnh thì thông thường mình sẽ để pixel trên inch. Đối với các máy in thông thường thì độ phân giải được khuyên dùng là 300 pixel trên inch. Đối với hình ảnh trên web thì để tăng cái tốc độ tải của trang web thì người ta thường để độ phân giải thấp hơn, khoảng 72 pixel trên inch. Thì khi mình giảm cái độ phân giải này xuống này, từ 300 xuống 72 thì nó sẽ giảm cái kích cỡ của ảnh từ 3.31 m xuống còn 305 ký. Mình chọn cái resample này để thay đổi số lượng pixel trong hình ảnh. Khi mình chọn cái này thì kích thước của hình ảnh cũng sẽ thay đổi. Bạn có thể tắt cái resample này đi để bảo tồn số lượng pixel hình ảnh ban đầu. Đã, click OK. Tiếp theo mình giới thiệu về công cụ crop. Công cụ này dùng để cắt cúp ảnh, phím tắt của nó là C. Khi bạn bấm vào đây á, thì mặc định Photoshop sẽ chọn theo chiều cao, chiều rộng của ảnh. Bạn có thể thay đổi, ví dụ như các kích cỡ như đây, hình vuông này. Đấy, đây là cho màn hình điện thoại này, máy tính. Còn đây là hình ảnh góc của hình ảnh 17, đây 17 inch đây, 12 inch. Phân giải 72, lúc này mình cắt 72. Muốn kéo vị trí khung thì chúng ta sẽ cầm cái góc này này. Đó,
góc nào bạn muốn này. Cụp lại, cụp hình nền lại, cắt hình nền lại. Xoáy thì giơ chuột lên gần trên góc đó, nó sẽ hiện cái mũi tên hai hướng này, cong cong này đó, bạn xoay cái biểu tượng Delete Crop Pixel này thì thường bạn nên tắt đi, click tắt đi đó. Khi mà tắt đi á, khi mình làm xong rồi mình bấm Enter hoặc là click vào nút hoàn thành này, đó hình nền sẽ được cắt cho bạn. Nhờ mình đã tắt cái xóa cái phần pixel đã cắt cúp nên khi mình muốn cắt lại này, đó mình bấm vào đây thì nó vẫn giữ cái vị trí ngoài này cho mình, đó mình có thể cắt cúp lại hoặc là kéo. Đó, ví dụ như mình để cái này, đó là khi mình cắt xong là nó sẽ xóa những phần ngoài này cho mình. Đó mình thử nha, rồi mình xóa đi khi mình muốn cắt lại đúng không, mình kéo cái con cú này đó, nó sẽ mất nó con ngoài nữa, bên ngoài này xóa hết đây đó. Mình hủy cái lần đó bằng cách con nút này. Trong công cụ crop này thì mình có một cái chức năng là straighten, tức là nó sẽ làm thẳng một cái vật thể nào mình lựa chọn. Ví dụ như đây mình muốn cái trang giấy này thẳng lên này, thẳng theo cái hình ảnh thì chẳng hạn mình muốn nó 50 nghĩa thế này, mình bấm vào cái biểu tượng này xong click chuột như kéo tới một đoạn đó để mình làm một đường thẳng dọc cái đường mình muốn này đó, mình thả ra đó là cái đường thẳng, cái quyển sách này thì theo một đường thẳng so với cái đường thẳng của cái mình chọn này đó. Sẽ bấm click đó, mình sẽ có một hình ảnh là quyển sách nằm thẳng vuông góc với các cạnh của hình ảnh. Đối với công cụ cắt cúp này thì nó bằng chọn đơn vị, một chọn đơn vị thì bạn click chuột phải chọn pixel in centimeter đó. Thường mình sẽ dùng ba cái công cụ này, mình đã giới thiệu công cụ đầu video rồi, còn mình không giới thiệu lại nhé. Cũng như vậy là tương tự đây, chiều cao cùng chuột phải sẽ chọn đơn vị, độ phân giải mình có thể thay đổi độ phân giải ở đây. Cái độ phân giải này thì mình cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi, mình không giới thiệu lại nhé. Ok, cắt xong mình tăng độ phân giải lên này. Tất nhiên khi mình tăng độ phân giải thì cái dung lượng sẽ tăng cao lên. Sau khi crop xong thì bạn nhớ enter hoặc là bấm cái nút hoàn thành nhé. Chức năng tiếp theo mình muốn giới thiệu là chức năng convert. Các bạn vào image chọn convert size. Cái convert này tức là cái khung ảnh á, bạn tưởng tượng như nó là khung ảnh á. Đây ví dụ như khi mình tắt cái relay vertex này, nó sẽ có cái chiều dao cao này, chiều rộng chiều cao của hình ảnh mình muốn tăng lên, ví dụ 18 đi, 18 còn đây 13 ha. Ok, đó nó sẽ tạo một cái viên ảnh như thế này. Rồi mình quay trở lại nhé, mình chọn lại cái canvas này, mình chọn cái delay này. Nó sẽ chuyển cái canvas này này, ví dụ mình muốn cái canvas này mà in 0,5 inch chẳng hạn, hoặc 1 inch đi, 1 inch dưới này chiều cao mình cũng 1 inch. Click ok thì nó sẽ chọn canvas này, kênh trung không nha. Nó khung ảnh, nhưng mà khung ảnh này hiện tại là nó không có màu. Muốn chào màu á thì mình sẽ chọn ở đây, nhưng hiện tại nó đang bị xám đi, tức là not available, không hữu hiệu được. Cái này nguyên do là hình trong cái layer của mình chưa có cái layer background, đây chưa có background thì mình vào cái layer này,
chọn new background from layer đó, thì nó sẽ hiện lên. Mình chọn vào lại nó sẽ có này, đây chân màu, thì đây mình chọn cái màu của background clip vào ô này. Ví dụ như mình chỉ muốn một cái khung bên phải thôi chẳng hạn đó, mình chọn cái mỗi chiều rộng thôi, là mình chẳng hạn cho cái màu của nó là màu vàng ha. Ok đó, chiều rộng này sẽ thay đổi này. Rồi mình đơn giản để quay lại chẳng hạn, bây giờ mình chỉ muốn nó có một bên thôi, bên phải thôi, để giữ ra để có mục đích gì đó chẳng hạn. Mình sẽ click vào cái chốt này đó, nó chuyển chuyển cái vị trí này. Rồi bây giờ mình chỗ đó mình muốn thêm 5 in chẳng hạn, bạn sẽ có một hình nền và một khung một bên thế này để thêm text hoặc là cái văn bản gì đó các bạn muốn. Bài hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video hướng dẫn sử dụng Photoshop 2020 tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.